Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tại ba quốc gia châu Âu là Pháp, Serbia và Hungary từ ngày mùng 5 tới ngày mùng 10 tháng 5 tới. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các cuộc gặp sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và quan hệ Trung Quốc Liên minh châu Âu, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Pháp sẽ là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu lần này.